Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Suy niệm. Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy. Bài tin mừng nói về diễm phúc của các môn đệ đi theo Chúa Giêsu, nỗi khao khát của các ngôn sứ và những ai mong chờ đấng cứu độ đến giải thoát họ khỏi quyền lực của ma quỷ nay đã được khỏa lấp. Nỗi khao khát ấy không phải ai cũng nhận ra và không phải ai cũng hiểu. Chúa cho các môn đệ cũng như mỗi chúng ta nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người nay đã được thực hiện. Được thấy Thiên Chúa và được nghe lời của Người, điều ấy không đến từ công trạng của con người, nhưng là do lòng thương xót của Chúa. Chúa muốn chúng ta cảm nghiệm niềm vui vì được thấy, được nghe Chúa, và nhất là được kết hợp với Chúa. Có khi nào chúng ta thờ ơ với việc tham dự thánh lễ để rước Chúa vào lòng, để được nghe lời Chúa? Lạy Chúa, thế giới này còn biết bao người đang khao khát được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, của sự dữ. Xin cho chúng con biết trân trọng món quà Chúa ban là lời Chúa và Thánh Thể. Nhờ đó, chúng con có thể quan tâm hơn đến những người xung quanh và giúp chúng con biết mở lòng ra để đáp ứng nỗi khao khát của anh chị em mình. Amen.